Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía thành phố có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Hội nghị nhằm mục đích đánh giá toàn diện tình hình và kết quả lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trong 10 năm từ năm 2013 đến quý tư năm 2022, những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo tinh thần nội dung nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Qua tổng kết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị cũng quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị về phương hướng thực hiện triển khai nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trong thời gian tới và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về những giải pháp cụ thể đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 8, góp phần triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch kế hoạch, đề án phát triển kinh tế văn hóa xã hội giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.